Đây là bề ngoài của cái lồng máy giặt. Đây là mặt trong. Ở trên này nó sáng bóng là do có đồ đạc. Bình thường mình giặt nó chà sạch. Nhưng mà ở dưới này là mới ghê nè. Đó, cái này là dưới một cái lớp dưới của cái bánh giặt nên nó sẽ không được đánh sạch mà nó dơ, nó tự động dơ. Đây, đây là cái bánh giặt này. Đây mặt dưới của bánh giặt. Thấy ghê không? Đây mặt trên là được đồ nó làm sạch. Nên bình thường mình giặt á là đồ nó làm sạch cái máy. Đồ làm sạch máy chứ không phải là máy làm sạch đồ. Đây. Đây gọi là cái thùng giặt. Cái mặt này là không tiếp xúc trực tiếp với đồ. Nên bao nhiêu là dơ bẩn là nó bám ở đây. Đó. Nếu mà không vệ sinh á là vi khuẩn nó sẽ phát triển ra đây. Đây. Đó. Nếu mà ai nạo giếng rồi á là sẽ biết cái tình trạng này. Ai mà bét giếng nạo giếng rồi đó là thấy. Rồi. Bà con ở nhà thì cố gắng tháo ra vệ sinh đi nha. Không biết cách mở thì hoặc là phụ nữ á thì trên thị trường có bán cái bột gọi là vệ sinh lồng giặt. Nhưng mà mình tìm cái đó không ra. Đi tìm hoài không ra nên tự xử kiểu này luôn. Có thể sau khi làm kiểu này là máy giặt nó hư, nhưng mà nếu mà thấy được như vậy thì liều một lần thôi. Rồi chút nữa là sẽ có một cái clip mà vệ sinh ra chất dơ nó như thế nào. Là đang chà cái lồng máy giặt đó. Cái lồng máy giặt là cái bề ngoài nó dơ vậy đó.
nên mọi người ở nhà có sử dụng máy giặt thì nhớ vệ sinh nha, chứ để là vi khuẩn ghê lắm. Cái này giống như là cái bùn á, cái bùn mà vét giếng á, ở dưới đáy giếng, đáy ao hồ á, nó như vậy. Khi mà mình giặt đồ á, là nước là nó hòa tan mấy cái này là nó thấm vô đồ lại. Mấy chị đang xem thì nhớ share lại cho mấy anh ở nhà để mấy anh bắt tay vô vệ sinh liền nha. Ở ngoài thị trường nó có bán một cái bột gọi là vệ sinh lòng máy giặt, nhưng mà tìm khó lắm. Còn trên mạng là nó có bán nhưng mà giá rất là cao, 200.000 một bịch, thì mình chưa sử dụng nên không biết là cái đó có tác dụng như thế nào thì không biết.